Ông Phật thì có từ bi muốn cứu hết. Mà vì cái định lực khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống diêm đình chứ làm sao mà Đức Phật được dắt người này được. Nếu mà cái người này mà đến nắm tay dẫn đi nữa là nó không được. Cái này là cái số người của tôi để đưa vào cái trừng trị. Như vậy thì phải có quy y hoài đầu hướng thiện, phải có tu hành mà có sám hối, phải có lập công bồi đức thì tội kia mới có thể bù trừ cho cái kẻ có công tu đó. Như vậy thì cái người mà được cái công tu ấy là do của mình đó, là quay đầu thì người đó sẽ được Phật cứu. Mà đời Hạ Quân Mạt Pháp này ha, trở lại tu đi, nó làm các việc từ thiện đi, tránh xa tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch thì Phật sẽ cứu đó. Vì vậy cho nên thầy mới, Đức Phật mới nói rằng là kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp vàng, chỉ kẻ hung đồ có rồi, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người bảo ác khó toàn tánh mạng. Như vậy thì bây giờ là ở nơi đây là phải theo cái nhân duyên của định lực từ xưa đến nay không thể nào khác hơn được. Còn nếu ai mà vô duyên thì khó biết lời thầy nói xa. Như vậy cho nên thầy bảo rằng cái định lực nhân quả này thì thật là nghiêm minh, mà Đức Thầy cho biết lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Khi xưa Đức Phật thành đạo rồi mà Ngài còn phải chịu một cái cây đao chứng vào cái bàn chân để trả quả. Như vậy thì chúng sanh ai mà tránh được. Dạ, có câu này có hỏi như vậy, nhờ chúng ta cũng giải đáp thắc mắc. Là con giảng trong sấm giảng của Thầy á, có hỏi là Chúa Lương Hiền sẵn cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì Chúa Lương Hiền thì không nói chi, mà tại sao không cứu người hung? Tại vì Đức Phật nói là Đức Phật vô vốn đại đức, lúc nào cũng từ bi cứu tất cả chúng sanh. Vì sao mà chỉ cứu người hiền thôi mà người hung không cứu? Vậy là Phật đâu có lòng từ bi, Phật còn lòng ích kỷ. Vậy nhờ cái chỗ này chú Năm giải đáp giùm, cũng như là cái thắc mắc mà của bà cô có hỏi. Dạ, con xin hết. Tại đây. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính kính lễ Đức Thầy. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì vừa qua để đã nhắc lại qua cái lời cũng như là gửi gắm có một vị cô này để hỏi qua lời giáo lý của Đức Thầy, mà Đức Thầy đã có ở trong thi văn giới lý toàn bộ của Đức Thầy. Đúng, quả thật là lời châu ngọc của Đức Thầy có là như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi xin bàn về qua cái ý nghĩa như sau cho nó rọn đi, sắc vào nước cốt nha quý vị. Thưa cùng toàn thể chư quý vị, hôm nay Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ ác đức đến sau tiêu diệt. Như vậy thì là tại sao mà có ông Phật rồi thì phải có từ, có bi, có hỷ, có xả rồi, mà tại sao cứu lương hiền rồi còn cứu người này còn người kia không cứu? Vậy là cứu người hiền, cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Nó như vậy thì ở đây tại sao vậy? Thưa cùng quý vị, ở đây trong cái định lực của nhân quả của từng quần tạo hóa, Đức Thầy ra đời dạy đạo là cũng thuận theo cái nhân duyên. Mà Đức Thầy cho biết là ta thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp, hay là ta thừa dương sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời huyên dân. Mà ở nơi đây là cái định lực nhân quả là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, hay là cái tạo hóa chết chiêu định lực là do cái tạo hóa mà của Ngọc Đế đã lập ra sẵn. Vì vậy nên tu đây là tu theo cái định lực của nhân quả, mà chúng sanh gieo tạo cái định lực nhân quả thì chúng sanh phải hưởng. Cho nên Đức Thầy cho biết rằng là tuy rằng Phật rất từ bi nhưng không thể cứu kẻ vô nghì bất lương. Như vậy thì thưa cùng toàn thể chư quý vị và chủ nhân của qua cái đề hỏi này, là vì trong cái định lực của nhân quả mà Đức Thầy cho biết là Đức Thầy cũng chẳng cướp xong quyền võ trụ. Nó như vậy thì bây giờ Đức Thầy dạy đạo thuận theo nhân duyên, thuận theo cái đạo lý và thuận theo cái định lực của nhân quả. Vì vậy nhưng chúng sanh gieo là tạo. Đến đây tôi xin gợi ý nhắc lại một đoạn khi Đức Thích Ca Mâu Ni, thưa cùng toàn thể chư quý vị, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đã gần nhập Niết Bàn, Ngài cho biết rằng đến ngày nay ta đã dạy đạo thì cái phương tiện là để độ chúng sanh gần khi lúc nhập Niết Bàn, Ngài đã nói rằng còn ba điều ta chưa làm được. Một
là vì chúng sanh gây nghiệp quả, ta không thể dứt cái nghiệp quả cho chúng sanh được. Hai là vì chúng sanh thiếu duyên với Phật, cho nên nó là ta không thể độ họ được. Và cái người này là vì là một cái định nghiệp mà người ấy không biết cái nghiệp quả được, vì vậy nên ta là không có duyên với Phật nên ta không độ được. Thế nên còn ba cái điều này mà Phật vẫn còn cho biết rằng, điều thứ nhất là người ấy thiếu nhân duyên với Phật, điều thứ hai là vì cái nghiệp quả, điều thứ ba là Đức Phật là thuyết pháp độ chúng sanh vô số đắc đạo mà nhưng không thể độ hết thảy chúng sanh được. Là vì Đức Phật Thiên Du là 49 năm thuyết pháp chủ thế nhưng không thể độ hết chúng sanh, vì chúng sanh đã mang cái nghiệp mà Đức Phật không dứt được. Hai là vì cái người này là không biết sám hối, không biết ăn năn, không biết tu hành thì Phật độ không được. Còn điều thứ ba là vì chúng sanh thiếu duyên với Phật đó, như vậy cho nên Phật không thể độ được. Thưa cùng toàn thể chư vị, Đức Thầy dạy đạo thuận theo cái đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni, đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Thưa cùng toàn thể chư vị, vì là chúng sanh gây nên nghiệp quả mà không biết sám hối ăn năn, không biết cải hối mà Đức Thầy đã định như thế này. Ai mà xét đến ăn năn, quay đầu hướng thiện có bằng tăng dắt dùm. Đức Phật thương hết, Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Đó, Phật trời thấy khổ thời thương, nhưng ngặt nổi muốn cứu hết mà ngặt nổi chúng sanh gây nghiệp quả mà chúng sanh không biết cải hối ăn năn thì Phật không thể nào độ được. Thầy là từ bi bác ái nhưng không thể độ chúng sanh gây nên nghiệp quả mà không biết hoài đầu, không biết sám hối, không biết ăn năn. Đó, như vậy thì thầy cho biết rằng nếu mà cái ai mà hoài đầu hướng thiện thì có bằng tăng dắt dùm, như vậy thì cái người này không biết sám hối nè, khi không biết ăn năn, không biết cải hối, cái định nghiệp là do chúng sanh gây nên, mình đã gây nên. Đức Phật cho biết là sát nhất bổ đao quần bổ kiếm, thịt bát lạng tha bát lạng thì quần nửa cân. Như vậy là sát một đao giết một đao, giết sát giết một mạng trả một mạng. Nó thịt bát lạng thì trả bát lạng, thịt nửa cân thì trả nửa cân. Như vậy thì bây giờ ở hơn ở đây, cái chúng sanh nào muốn được Phật cứu thì phải sám hối ăn năn, hoài đầu hướng thiện, làm các điều lành thuận theo nhân duyên thì Phật mới cứu được. Tại sao Đức Thầy đem cái giáo pháp cho chúng sanh tu là vì trong cái đời hạ nguyên hoặc pháp cùng cuối này, nếu ai tu thì được xả tội. Mà Đức Thầy cho biết kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng chịu tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, dòng bông kiển giống chi hưởng ấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quái, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì cái người này gây lên nghĩa nghiệp quả, đáng lẽ ra là chúng sanh phải một dao trả một dao, một mạng đền một mạng. Mà nhưng thời kỳ này nếu ai tu là Đức Phật ăn xá, nó kỳ đại xá nè, kỳ thời kỳ này nè, là lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm chưa ấy là cũng được Phật đưa rước về, nghĩa là kỳ đại xá rồi. Mà mình là nói rằng Phật không độ được thì không lẽ ổng còn ích kỷ không? Ổng đã lòng từ bi sẵn có, nhưng độ kẻ này muốn độ lên chứ không phải muốn là thấy là chúng sanh khổ thì Phật thương rồi đó. Thầy cho biết rằng bể trầm lưng khô cạn sáu đàn thì tăng sĩ mới trở về nên tịnh. Phật thấy chúng sanh khổ thì Phật cũng khổ, thấy chúng sanh đau thì Phật cũng đau, nhưng không thể cứu được là vì những cái kẻ này không biết sám hối, không biết hoài đầu thì muốn dắt mà dắt không được. Cho nên kẻ gian ác là mà đến khi mà cái nước lửa dâng hang là cái kẻ này là kéo lên thiền cũng chợt dìm đi. Thiền này có chút quyền di của chư Phật tạo cứu nguyên người hiền, tại vì cái người hiền có nhân duyên cứu được. Còn cái người này đến khi đó là theo cái định nghiệp, cái định lực mà để đi trả quả, Phật đâu có quyền để cứu. Nếu mà ông Phật ông bắt người này lên trển hay là cứu người này về rồi làm sao ở bên kia, là thầy nói là người hiền chuyện đó xâm dày đưa người này về thì nó không có đúng theo cái định lực của nhân quả. Vì vậy cho nên là không hợp theo cái định lực. Cho nên thầy cho biết rằng là không thể nào cứu kẻ vô nghị bất lương. Vì vậy cho nên thưa cùng toàn thể chư quý vị, nếu ai gieo tội nào thì hưởng tội nấy. Đó, chủng qua quần đắc qua, chủng đậu quần đắc đậu. Thì trồng cây ni thì có trái nấy. Mà thầy cho biết là trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất.
cái người này biết gieo tạo cái giống, rồi là để gieo trồng hợp thời tiết, giống kia bất lận phải bập mầm chỗ lá mới màu. Như vậy thì phải biết hoài đầu ăn năn. Khi xưa ông là Ưng Bạc Ma, là một cái là người là giết nghe tà sư ngoại đạo tới 99 cái mạng người, để lấy ngón tay mà đeo để làm chuỗi. Mà ông đã còn một cái mạng nữa thì là sẽ đủ 100 cái mạng là đủ là để thăng về cõi trời đó. Ông vẫn sanh về cõi trời, nhưng vì là ông thấy bà mẹ tính định giết cho đủ 100, nhưng thấy ông Cù Đàm đó, thấy ông Cù Đàm đến ông mới còn chút cái lòng, chút cái lòng hiếu. Ông nói thôi vì là ông Cù Đàm này thế mạng cho mẹ mình, bắt đầu mới rượt theo cầm đao để giết là ông Cù Đàm. Tất nhiên là Đức Phật, thì Đức Phật mới đi, ông chạy theo chạy giết đuối. Cuối cùng ông mới nói ông ơi sao ông không dừng lại, thì Đức Phật mới nói rằng là ta đã dừng lại từ lâu rồi, nhà ngươi chưa có dừng. Thì bắt đầu ông mới quỵ ngồi cái đó, ông đuối rồi. Bắt đầu Đức Phật mới thuyết pháp cho ông nghe, là ông là mới bỏ là đau xuống đó. Như vậy thì bắt đầu ông sám hối ăn năn, thì là cho nên người ta bảo như thế này. Người xưa có câu là bỏ đồ đau phải không, lập địa thành Phật đó. Như vậy thì bây giờ ai, tất cả trong thế gian này, nếu người nào mà biết sám hối ăn năn, biết tu hành, thì người đó sẽ được chở, được Phật cứu. Còn bây giờ nếu mình sát giết hoài, nếu mình cứu đem về bên Hội Long Hoa, thì ở trên đó cái người nào là cũng dung nghi tốt đẹp, người nào cũng hiền lành, cũng hiền đức, rồi làm sao mình sống ở cái cõi đó được. Vậy thì cho nên Đức Thầy mới đem ta yêu chúng viết ra giảng kệ phiên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chứ có mà hồ tìm hiểu nghĩa. Phải có cái nghĩa mới được, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Chứ còn bây giờ mà cứ sát giết thì là kẻ ấy là ác, thì sẽ đúng với cái tội của họ rồi, còn lại trách thêm Phật không từ bi. Phải không? Như vậy thì ở đây đâu phải ông Phật thì có từ bi muốn cứu hết, mà vì cái định lực khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, chứ làm sao mà Đức Phật được dắt người này được. Nếu mà cái người này mà đến nắm tay dẫn đi nữa là nó không được. Cái này là cái số người của tôi để đưa vào cái trừng trị. Như vậy thì phải có quy y hoài đầu hướng thiện, phải có tu hành, phải có sám hối, phải có lập công bồi đức, thì tội kia mới có thể bù trừ cho cái kẻ có công tu đó. Như vậy thì cái người mà được cái công tu ấy là do của mình đó, là quay đầu thì người đó sẽ được Phật cứu. Mà đời Hạ Quân Hoằng Pháp này ha, trở lại tu đi, nó làm các việc từ thiện đi, tránh xa tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch thì Phật sẽ cứu đó. Vì vậy trên thầy mới, Đức Phật mới nói rằng là kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp chàng, chỉ kẻ hung đồ có, rồi kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người bạo ác, phải không? Khó người bạo ác khó toàn tánh mạng. Như vậy thì bây giờ là ở nơi đây là phải theo cái nhân duyên của định lực từ xưa đến nay, không thể nào khác hơn được. Còn nếu ai mà vô duyên thì khó biết lời thầy nói xa. Như vậy cho nên thầy bảo rằng cái định lực nhân quả này thì thật là nghiêm minh, mà Đức Thầy cho biết lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Khi xưa Đức Phật thành đạo rồi mà ngài còn phải chịu một cái cây đao chứng vào cái bàn chân để trả quả. Như vậy thì chúng sanh ai mà tránh được. Như vậy thì chúng sanh nào mà ai mà muốn học qua cái pháp màu của Đức Phật khi xưa và của giáo lý ngày nay, thầy á phải xét cho kỹ, cho tận, cho tường à, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt diều đó. Thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo màu màu bước xuống. Như vậy là mình phải hiểu được cái chân lý của nhà Phật, đâu là định lực của nhân quả. Như vậy thì bây giờ mình tu đây không ngoài định lực được. Như vậy thì chúng sanh nào cũng phải đi vào ngay cái dòng của định lực của tạo hóa mà thôi. Dù cho là Đức Thầy cho biết là dù cho là ai, các bậc thần kỳ nào cũng vậy. Đức Thầy cho biết là ông thần không tu ông thần cũng chết, huống chi là các người này chúng sanh, phải không? Như vậy thì thưa cùng quý vị, hãy miễn cái kẻ này, hãy miễn tạo bao nhiêu thì hưởng cái nấy, mà gieo cái nào thì hưởng cái nấy, sưng mà họt giống gieo thì thu ngặt nghìn thóc mễ à. Đó là cái trả quả, định cái định lực không ngoài được. Vậy cho nên thưa cùng quý vị, cho nên là Đức Thầy mới nói cứu lương hiền là hợp với cái nhân duyên, với cái đạo Phật là của Đức A Di Đà. Đức Di Đà truyền mở đạo lành nè, đạo lành mới được, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh ta bảo ta truyền dạy. Còn Đức Thầy cho biết là cái đạo là từ bi, là cái đạo dư di của Đức Thích Ca,
Thấy không? Vậy thì cái đạo của Ngài là bảo chúng sanh là phải làm là lành, lánh dữ. Nó phải là tu đúng với cái pháp, giáo pháp chân truyền. Nó phải là tìm con đường bát chánh đạo mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời đừng chứa điều phiền não, đầy bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ sẽ mở mơ, thì màn vô minh sẽ diệt. Thưa cùng quý vị, vị ai mà tu á, ở trong cái định lực nhân quả thì mới thấy được. Chứ còn mà mình cứ nghĩ khư khư qua một điều rằng là mình á, là nói ông Phật gì thiếu từ bi, mà chẳng hạn như mình chưa hiểu giáo pháp của thầy của Phật, thì đến đây thôi, giờ mình phải về xem kinh đọc giảng và coi lại có cái định lực nhân quả từ xưa đến nay thật là nghiêm minh. Và chúc cho quý vị xem qua cái lời châu ngọc của Đức Thầy, Đức Phật, và lấy đó để làm căn bản mà để tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Nam vừa qua đã trao đổi lời của Phật pháp.